nó hoàn thiện thì không bao giờ chúng ta hoàn thiện được tư duy trong suy nghĩ, mà chúng ta phải hoàn thiện tư duy trong lao động. Và bạn muốn biết bạn giỏi lĩnh vực gì thì cách duy nhất của bạn đó là bạn phải trải nghiệm và lao động. Thì bấy giờ tự nhiên bạn sẽ phát hiện ra bạn có khả năng gì nhất. Và nếu như chúng ta ngồi đoán, ví dụ đơn giản là bạn xem chỉ tay, bạn xem tướng, bạn trắc nghiệm, thì cái điều đó nó chỉ đúng trong hiện tại nhưng không đúng trong tương lai. Chính vì vậy mà bạn vẫn phải trải nghiệm, và chỉ có trải nghiệm thông qua lao động bạn mới biết chính xác mình giỏi cái gì nhất, mình thích làm cái gì nhất. Đó chính là tạo ra của sự đam mê. Đam mê chính là bạn vừa giỏi, bạn vừa thích, bạn vừa có khả năng đạt được nó, và bạn vừa vui khi làm nó, thì đấy chính là đam mê. Vì vậy phải qua trải nghiệm, qua lao động, chứ còn ngồi hoàn thiện tư duy trong suy nghĩ thì chúng ta không làm được việc đấy đâu. Vì vậy là nếu tôi gặp bạn thì tôi có thể sơ lược hỏi bạn một vài câu, thì tôi cũng có thể đoán được tính cách của bạn, đoán được cái mục tiêu sống của bạn, để từ đó tôi tư vấn cho bạn được. Nhưng nó cũng chỉ đúng khoảng 30% thôi, 20% thôi. Bởi vì tôi là người hướng dẫn đường cho bạn thì tôi chỉ cho bạn con đường đi có thể đúng, nhưng 80% phụ thuộc vào bạn có đi đúng hay không, hoặc bạn có nỗ lực đi hay không, thì điều đấy là phụ thuộc vào bạn. Cho nên tốt nhất hãy trải nghiệm và nhìn ra vấn đề của mình. Rồi, chúc bạn thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.